Rồi, chào tất cả các anh em. Thì hôm trước mình có làm cái video về cái mà cúp điện á, mình xử lý cái ấp trứng bằng nước chảy tràn anh em. Rồi số cái vấn đề quanh về cái làm bọt. Thì mấy anh em nào chưa có coi thì coi lại clip trước ha. Những cái đó thì những cái thắc mắc của mấy anh em mình làm mới làm á, đa số thì mới làm thì mấy anh em có quan tâm nhiều, còn mấy anh em biết làm rồi đó thì mấy anh em cũng ít quan tâm hơn ha. Cái dạng như là làm nhiều mà mình biết thì cái dạng chảy tràn được rồi á, mình cũng nói thêm cho mấy anh em á là cái đó là lúc trước của mình mới làm thí nghiệm á anh em, thì mình để vô cái thao đó. Rồi mình để vô cái thao rồi mình cho chảy tràn như thế. Cái đó thì mình thấy chỗ người ta ấp cái goofy á, chính cái goofy á nè, nó thổi vô trong cái bóng nước của con gà á. Thì phương pháp đó ấp cũng rất là tốt đó nè, nó cứ đảo lên liên tục vậy nè, rồi có cái giò nước nó chảy thẳng xuống và nó chạy tràn ra ngoài. Cái đó mình cũng ấp cho cái con lươn này cũng được. Cái tốc độ nước của cái máy ấp giống như của cái goofy á thì nó nhanh lắm, thì mình có thể mình điều chỉnh được luôn. Mình cho lươn thì mình chảy tràn rộng thôi. Có nhiều cái nữa em, cái đó thì ứng đối phó với cái lúc mà cúp điện hay là mình không có máy phát á ha. Có nhiều cách ấp. Thì bữa nay thì mình chia sẻ cho anh em cái cách là mình cho ăn trùng nữa nè. Thì giai đoạn nào cho ăn trùng. Lươn thì nó có giai đoạn hỗn dưỡng đó nè. Bữa nay mình sẽ nói về cái giai đoạn hỗn dưỡng. Khi mà mình không cho ăn đủ á thì cái giai đoạn này á thì lươn nó rất dễ bị si nha. Bữa nay thì cũng còn một số cái mới nở xong rồi nè. Thì mình sẽ nói về cái giai đoạn hỗn dưỡng cho anh em. Và cái giai đoạn hỗn dưỡng là cái giai đoạn nó vừa tiêu biến, vừa hấp thụ nổ hoàng và vừa ăn thức ăn ở bên ngoài đó. Thì cái giai đoạn này là mình phải chăm sóc kỹ, tại vì nó tầm khoảng ngày thứ tư, ngày thứ năm á, lúc mà nó gần hết nổ hoàng đó nè. Thường thường cái nổ hoàng thì nó tiêu biến trong vòng khoảng 7 ngày ha. Ăn bằng tiêu biến trong vòng 7 ngày thì lúc đó nó hết dinh dưỡng, thì lúc đó mình cho ăn là ok. Nhưng mà trong cái giai đoạn á, cái giai đoạn mà nó lật lại gì nè, đó anh thấy anh em thấy không, nó lật lại còn mấy con nằm ngang nè, đưa cái nõn hoàng lên thì mình khoan cho ăn cũng được. Nhưng mà cái giai đoạn là lội nghe rồi đó, nó lội được rồi đó. Đó nó lội, nó quay cái lưng đen lên đó, thì lúc này bắt đầu mình cho ăn. Tuy quay cái lưng đen lên nhưng mà cái bụng nõn hoàng nó vẫn còn ha. Đó thì cái giai đoạn này anh em nên cho ăn ha. Tại vì á là nếu như mà mấy anh em không cho ăn á thì có thể là cái con lươn này nó đối với nó thì nó cái tỷ lệ ăn nhau nó vẫn có anh em, nhưng mà nó ít thấp hơn đó. Còn đối với những cái loài cá khác á, cá ăn tạp á, thì nó ăn nhau rất là nhiều đó. Thì mình cũng nhận thấy như thế, thì mình để cho nó không si lương á thì mình cũng phải cho nó ăn thêm cái trùng ha. Trùng chỉ nè, cho ăn sớm mình đang cho đó, anh em thấy nó lủi cho nó ăn không đó. Còn đó là con tiêu biến nó hoàng vừa mà ăn trùng đó. Đây thì cũng mình đang chuyển sạn đây đó, mấy anh em thấy mấy con đen mà nó mới lặt lại đó, lưng nó còn sống đen lên rồi, cái bụng nó gần hết nõn hoàng đó, lúc đó thì nó ăn trùng rồi đó nè. Cái vấn đề ăn thức ăn đầu tiên này á, có một số mấy anh em giờ chỗ không có trùng đó, hỏi cho ăn trứng gà được không. Trứng gà vẫn được nha, mà dơ nước lắm nè. Hiện tại giờ cũng có nhiều loại thức ăn cho lươn bọt này đó, mấy anh em lấy cái bọt đó cho nó ăn đó. Cà mất chi mình cà nó dơ nữa. Thì giai đoạn này thì mình cho ăn nè tê trứng nước trùng chỉ đó, trứng gà cũng được. Và giờ có cái dạng thức ăn đó nè, có dạng thức ăn thì mấy anh em cho nó ăn này, nãy giờ em bỏ vô nó ăn nhiều quá.
Cái này nói cho mấy anh em cũng mới làm đó, mới làm đa số chắc mấy anh em miền Bắc nhiều, miền Trung có làm thì mấy anh em hỏi nhiều, còn ở trong này thì trùng chỉ, cũng khá nhiều anh em, có lúc thì nó cũng ít nhưng mà nó vẫn có. Thì mình đây mình trang trùng chỉ thôi, nó đỡ dơ nước. Thì nào hết trùng chỉ thì mình chuyển qua thức ăn, nó có dạng thức ăn màu dạng bột đó anh em, thì nó dễ. Còn cái trứng gà anh em cà ra bỏ vô nó rất là mau dơ nước nha. Thì mấy anh em nếu mà cho ăn trứng gà thì mấy anh em cà ra rồi luộc rồi cà ra đó, đừng để nguyên cà ra, mình bỏ chuồng trắng đi, luộc chín mình cà cái lòng đỏ ra mình cho ăn, bỏ vô cái khay đó, mình cà ra thì thấy chừng nào thấy nước nó dơ thì bắt đầu mình thay. Nếu mà nó dơ nó thúi nước đó, là thua nha anh em, dơ thúi nước là thua luôn đó. Thì cái nào mình mà mình biết mình sẽ chia sẻ cho anh em, tại vì trứng gà là theo mình đó thì mình có ương, lúc trước mình có ương thí nghiệm một số loài cá thì nó cũng được, nó phát triển lên một thời gian thôi, còn để bự bự lên chút thì nó cũng không ăn trứng gà đâu nè. Lúc có trứng gà rồi trứng nước ha, còn trứng nước là Mona đó. Cái dạng như là mình không có nguồn thức ăn tự nhiên thì mình phải tạo cái thức ăn cho nó. Rồi đối với con lươn này thì mình đa số là ra là mình cho ăn trùng chỉ hết đó. Đa số là cho ăn trùng chỉ thôi. Đợt này thu cũng không được nhiều bằng đợt rồi nữa, tại vì mưa nó sập nhiều quá nè. Mới cho ăn xong rồi, phải nước rồi cho ăn. Anh em cũng thấy lươn mình nó rất là mập nè, thì mình nắm được cái giai đoạn của nó đó nè. Còn để mà nó ốm như cọng chỉ là thua luôn á, ốm như cọng chỉ là mấy anh em nó si rồi đó, là mấy anh em không có hồi phục nó nổi, nó rất là chậm. Tại vì cái giai đoạn mà giai đoạn vừa tiêu biến nó hoàng vừa ăn thức ăn ngoài tự nhiên đó thì mình phải quan trọng chỗ đó. Ví dụ như một khay mà anh mấy bạn cho mấy anh em mình cho ăn á, thì một khay nó đang ăn, đang vừa tiêu biến nó hoàng vừa ăn thức ăn ngoài, còn một khay mấy anh em để cho nó hết nó hoàng để ăn luôn á thì ăn nó sẽ phát cái còn nó hoàng hơn ha. Thì con có những cái mình chia sẻ cho anh em như mình nắm được đó nha. Đây là cái cách mà mình làm cái giai đoạn đầu ha, để đủ dinh dưỡng cho nó, thì vừa tập cái dạng cho nó thuần thục cái hệ tiêu hóa nó luôn. Thì trùng này á thì mình anh em cũng biết á, trùng thì mình rộng nha, rồi trùng không gai mình rộng đâu cũng 2 tuần rồi. Rồi mình mua nó hơi nhiều quá, nó vẫn còn tốt anh em. Sao mà anh em nó làm nước nó phải trong nha, đó, nước nó phải trong, trùng nó rất sạch, anh thấy không? Nó phải ở gã gã như này, đừng cho nó gom cục lại, nó gom cục bự lại, trùng nó đỏ như thế này mà anh em mới cho ăn, còn nước mà nó đục mò á thì nó phải thay nước liên tục. Hết rồi. Bên đây thì mình cũng còn ít thôi. Trùng mấy anh em phải làm cho nó đẹp ha. Còn về mà mấy anh em đục mò là thua ha. Thì trùng này mấy anh em về mấy anh em rửa xong thì rồi nước nó sạch một tí rồi sau đó mình bỏ vô mình ngâm tây cha nha. Bỏ một khay như thế này có thể nửa viên thôi. Đó, ngâm tây cha xong là anh em để một đêm cũng được nữa. Rồi anh em thay nước, anh em bỏ tay chai nhiều quá chạy oxy lên mọt nhiều lắm, khoảng nửa viên thôi. Rồi sau đó thì mình thay nước đó, rồi nước nó trong lại thì mình cho ăn ha, trùng rất là đẹp. Thì nó chết, trùng nó chết là thua luôn. Mấy anh em mà vớt trùng chết cho ăn thì lương nó đường tiêu hóa nó không tốt luôn đó. Rồi cái thường thường thì cái giai đoạn mà lên khỏi trùng á, giai đoạn trùng này mình cho ăn chắc tầm khoảng, nếu mà anh em tốt có cho ăn khoảng tháng đi nha. Khoảng tháng đi rồi là nó vừa lên lồng, gần lồng 1,5 lít đó thì mấy anh em bắt đầu cho ăn trùng quế bầm được rồi. Nào anh em nào có ạt tê hoặc là cho ăn trùng huyết á thì nó tốt, còn không có thì mấy anh em cho ăn trùng quế bầm, bầm nhuyễn, xay nhuyễn gì đó.
này mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi, nhớ là cái giai đoạn chuyển á, thì mấy anh em phải tập từ từ qua ha. Thì nếu mà lương á, thì trong vòng khoảng tháng á, thì nó ăn trùng quế là được rồi đó, nhưng mà cái là tốt nhất thì mình có cái dạng nhạc tê hay trùng quýt thì nó êm hơn. Thì nhạc tê trùng quýt thì tê mia thì mình có quay cho anh em rồi, nhưng mà nhạc tê thì cái mùi nó tanh lắm, anh em ăn cho ăn thì mấy anh em cũng phải tập bỏ trộn trùng quýt trùng chỉ vô á, trùng quýt cũng vậy, trộn mới trùng chỉ vô rồi qua từ từ. Rồi thì trùng trùng chỉ và trùng quýt, một cái nữa là trùng quế ha. Tốt nhất thì có được cái gì giai đoạn trùng quế thì khoảng tầm khoảng tháng rưỡi là ngon ha, tháng rưỡi cho lên trùng quế là đầu mình ương khoảng 3 tuần nữa rồi qua thức ăn ha. Qua thức ăn thì nó tầm khoảng 2 tháng mấy thì mình qua thức ăn thì nó ăn mạnh mạnh lên mình xuất bán được rồi, thì qua tầm khoảng 2 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi thì mẫu khoảng 600-700 rồi. Thì nếu mình nuôi tốt thì nó khoảng 500 ha. Thì ở đây thì mình cũng còn nhảy thì phải chạy xe, lý do là mấy anh em mình mới nở nè, mấy thằng này mới nở, anh chạy luôn mấy con này. Mấy anh em xem cái hình thức của mình làm như thế đó, thì mấy anh em có cái gì thắc mắc thì cứ hỏi cho rồi cho mình nhắn tin đó, sẽ nói thêm cho anh em. Nói chung thì đầu mùa hổm gà cũng có nhiều vấn đề lắm anh em, thấy gọi cho mình cũng khá nhiều đó. Nói với con lương bọt này á, thì lúc ban đầu nó khó lắm, mới đang hắn chưa ăn nữa là không lên đường, dạng như là thùy mang rồi đó nè, thùy mang gọi đĩa tùm lum rồi. Lúc mà giao mùa nè, đa số tháng 3 nắng rồi tháng 2 tháng 3 chuyển qua giai đoạn mưa, tháng 4 rất dễ bệnh nha. Mấy anh em bắt bọt về mấy anh em cũng chú ý. Mình thì mình chia sẻ cho mấy anh em như thế này, có chỗ thì mấy anh em cho ăn bọt đó, nó cũng không có đều đâu. Cái này là cũng có một cái là mình giúp con giống như với một món là nó ấp trứng nó nở nè. Thì nói chỗ ấp trứng thì mấy anh em nó có tầm khoảng vớt vô trứng mà nó vàng đó, vàng cam đậm đó, nó tầm khoảng 5 ngày, 5 ngày đó, 7 5 ngày nó không nở đó. Thì anh bỏ, anh em bỏ được rồi, nó vẫn còn ấy nhưng mà nó không ung nữa, tại vì để nó vẫn cũng có mấy con nó đeo theo này nè, là nó bị dị tật đó, mấy con chết non chết trắng đó, đã bị dị tật nó lên nó lấy oxy không được, mặc dù mình chạy oxy nhưng mà nó lấy không được, nó phải lên nó đủ hơi nó lấy lên nó lấy oxy thì nó mới sống được, còn không nó sẽ mất, nó chết thôi đó. Vậy thôi nè, chứ cái anh em mà để ra nhiều thì nó cũng ra nó cũng bị dị tật thôi. Cái thời gian trong vòng khoảng 5 ngày ấp khay ấp gì đó, thường ra ngoài thì mấy anh em thấy là nó bơi, nó bơi gà lật, nó cuộn quay tròn tròn, chứ nó đâu có lên được đâu, quay tròn rồi nó đuối, nó không ăn được, nó cũng chết luôn. Này là cái thay ấp trứng của mình cũng ít nè, gom lại rồi có nội đông bự. Đó, giai đoạn này là ăn nuôi trùng ok ha. Đó, này là đúng 7 ngày nè ăn trùng, không có gãi cho nó ăn hết. Mình lương nó ú, còn mấy anh em nhìn nó ốm nhách, thì chỉ là thấy nó không ổn rồi, nó không mập là nữa, lương nó là chậm phát. Rồi có mấy cái chia sẻ với anh em như thế. Thì cái đợt rồi á, thì mình cũng có cái nói cái bọt á, thì cái bọt thì mấy anh em cũng chú ý, mình cũng lặp lại thôi, nói vòng vòng cái bọt á, thì mấy anh em đậy, ví dụ như mình vớt ra thấy trứng nó còn trắng sàn xanh vàng chanh á, chanh hoặc là ngà ngà, thì mình bắt đầu mình đậy lại để khoảng 1 tuần mình vớt được, là nắng khoảng 5 ngày
có mấy anh em thì cũng vớt con như mình vậy nè, cũng vớt con mà không biết cách đẩy á, cũng vớt vô luôn, ấp nó hư nhiều thì mình đẩy lại ha. Còn trời mưa thì thua anh em, mưa quá thì mình đẩy lại, mà đẩy không cho cao, còn đẩy hơi hơi nó cũng sụp, nó cũng bỏ luôn. À mình để ngoài cho nó nở chứ để em vô ấp nó hư uổng á. Còn thấy cái ổ mà thấy nhỏ nhỏ mà cái bể mình nó thấy ít quá, bỏ luôn cũng được, mấy anh em đừng tiếc, tiếc vô mất công lửa lắm, lửa nó cực. Còn mấy anh em ấp bình quay thì để nó chảy ra cũng được, nhưng mà cái lượng tỷ lệ nở nó thấp thôi. Rồi có mấy cái chia sẻ với anh em như vậy ha. Rồi chào tất cả anh em.